à, mình thi về nhà, mẹ ơi con được IELTS 9 chấm nè, và mẹ sẽ chửi vào mặt mình và bảo tao cho mày ăn học mày bây giờ IELTS 10 chấm, ai cho mày thi IELTS 9 chấm. Hello everyone and welcome back to IELTS with Mr. Bách. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với IELTS cùng Mr. Bách. Trong video ngày hôm nay chúng ta hãy nói về những lý do khiến mình trì hoãn mà vẫn chưa đi thi IELTS. Đối với rất là nhiều bạn á, thì cái việc đi thi IELTS là một cột mốc rất là lớn trong cái quá trình học tiếng Anh của chúng ta. Nhưng mà có một sự thật á, mà Mr. Bách quan sát thấy là có rất rất nhiều bạn chúng ta trì hoãn, chúng ta vẫn còn rất là do dự, mình chưa có bắt tay vào mình đi thi. Thì trước khi nói về những cái lý do khiến mình còn chần chừ á, thì Mr. Bách muốn chia sẻ với các bạn đó là cái tác hại của cái việc chúng ta trì hoãn trong thời gian dài. Thì đa số chúng ta là trước khi mình đi thi là mình sẽ dành một khoảng thời gian để mình học, mình ôn luyện tiếng Anh, mình tích tụ kiến thức trong đầu mình. Nhưng mà sau một cái quá trình học cường độ rất là cao như vậy, thì vì một lý do nào đó mình không dám đi thi, mình cứ chờ đợi, mình cứ trì hoãn mãi, và cứ dần dần như vậy, kiến thức nó sẽ trôi đi, nó sẽ bị mai một dần dần, cho đến lúc mà chúng ta lấy gom đủ sự tự tin để mình đi thi, thì lúc đó chúng ta lại chẳng còn chữ nào trong đầu hết, và chúng ta lại phải đi học lại. Và cái vòng lặp đó nó cứ lặp đi lặp lại. Tiếng Anh mình gọi là a vicious cycle, một cái vòng xoáy đi xuống các bạn. Nó cũng giống như là vào đầu năm á, chúng ta đưa ra cái lời hứa năm mới của mình là mình phải đi tập gym, mình có một body thật là đẹp để mình đi biển, mình show cơ thể của mình ra và mình thật tự tin. Nhưng rốt cuộc mùa hè tới, bụng của mình nó còn dày hơn da mặt của mình nữa. Các bạn thấy, thật sự nó rất là có hại. Vì chúng ta trì hoãn, vì chúng ta không dứt khoát, không hành động để đạt tới cái mục tiêu của mình, lâu dài nó sẽ rất có hại cả cho sức khỏe lẫn cho tương lai của mình nữa. Bây giờ chúng ta hãy nói tới lý do vì sao mình trì hoãn. Thì lý do thứ nhất đó là chúng ta sợ kết quả thi của mình không được như ý muốn, hay nói dân dã hơn là chúng ta sợ mình thì rớt. Thì cái này là một nỗi sợ hoàn toàn có thể hiểu được các bạn, bởi vì nó ăn vào cái tiềm thức của chúng ta từ nhỏ rồi. Ngay từ nhỏ lúc mà chúng ta đi thi á, mình thi vào cấp 2, mình thi vào cấp 3, mình kiểm tra 15 phút, mình kiểm tra 1 tiếng trên lớp, thì chúng ta luôn bị tạo cho một áp lực từ thầy cô, từ bạn bè và từ ba mẹ của mình nữa, đó là chúng ta phải đạt kết quả tốt nhất. Thì dần dần nó ăn vào trong tâm lý của mình, dẫn đến là khi chúng ta đi thi IELTS hay là mình làm bất kỳ bài thi nào đó, thì chúng ta rất là dễ bị lo lắng là mình sẽ thi rớt, kết quả mình không có tốt, mình sẽ bị đánh giá, mình sẽ bị coi thường, mình là đứa dở, mình là đứa cù bắp. Mình thi về nhà, mẹ ơi con được IELTS 9 chấm nè, và mẹ sẽ chửi vào mặt mình và bảo tao cho mày ăn học mày phải được IELTS 10 chấm, ai cho mày thi IELTS 9 chấm. Đó, thì các bạn thấy đó là một cái nỗi lo rất là lớn, cái đè nặng lên chúng ta. Thực sự Miss Bach rất là hiểu, tại vì bản thân Miss Bach cũng là một người rất là tự đặt áp lực cho mình trong những cái việc thi như thế này. Thì lời khuyên của Miss Bach để mà các bạn có thể dễ dàng vượt qua cái nỗi sợ này hơn, đó là chúng ta hãy dừng lại cái việc mình so sánh bản thân mình với người khác. Chúng ta sợ thi rớt, chúng ta sợ mình không đủ giỏi, chúng ta sợ mình bị đánh giá, bị chê cười, bởi vì chúng ta đang đặt mình vào một cái khuôn khổ, chúng ta đang so sánh mình với những cái chuẩn mực mà người khác đặt ra. Khi mình mới học có 1 năm hoặc là 2 năm mà chúng ta so sánh mình với những người học đã 5 năm, 6 năm, thậm chí là 9 năm, 10 năm, thì chúng ta cảm thấy là mình không thể nào đạt được bằng họ. Đó là điều rất hiển nhiên, đó là điều rất dễ hiểu. Thì chúng ta hãy ngừng việc so sánh mình với người khác lại, và chúng ta hãy bắt đầu đo mình, dùng thước đo của chính mình. Tức là sao? Tức là chúng ta đo mình với cái sự tiến bộ của mình. Ngày hôm nay chúng ta giỏi hơn ngày hôm qua, tháng này chúng ta đã tiến bộ, khả năng tiếng Anh của mình đã tiến bộ hơn tháng trước, và qua một năm mình đã giỏi hơn, mình đã trôi chảy hơn, mình đã tự tin hơn trong việc sử dụng tiếng Anh. Thì đó chính là thành quả, đó là sự tiến bộ của chính bản thân các bạn, và đó là điều các bạn hãy tự hào thay vì chúng ta cảm thấy lo lắng. Chúng ta hãy tập trung vào chính bản thân mình, và chúng ta hãy tự quan sát, tự đánh giá cái sự tiến bộ qua thời gian với chính bản thân mình. Điều này sẽ giúp các bạn tự tin hơn, sẽ giúp bạn vui vẻ, giúp các bạn hạnh phúc, và giúp các bạn thoải mái hơn với việc học tiếng Anh cũng như là với việc đi thi IELTS. Lý do thứ hai khiến chúng ta vẫn còn sợ, chưa dám đi thi, đó là mình sợ tốn tiền. Đúng rồi các bạn, bài thi IELTS nó ngốn của chúng ta một lần là 4.750.000. Và thực sự với rất là nhiều bạn á, thì đây là một cái chi phí không hề nhỏ. Chúng ta phải, nhiều khi mình phải để dành mất vài tháng là phải tiết kiệm một thời gian thì mình mới có đủ số tiền để đi thi. Khi mà chúng ta chi một lần với số tiền triệu như vậy thì chắc chắn là ai trong chúng ta cũng phải ngán đúng không nào các bạn. Thì lời khuyên của Mr. Bách dành cho các bạn á, thì mình bỏ ra số tiền này á không phải chỉ để mình đi thi không các bạn. Chúng ta bỏ ra số tiền này để chi? Chúng ta kiểm chứng được cái năng lực tiếng Anh của mình đang ở đâu. Chúng ta kiểm tra xem là cái quá trình học tiếng Anh của mình nó đã cho ra kết quả như thế nào.
Right. Thì khi mình bỏ số tiền như vậy thì chúng ta sẽ nhận lại được một cái kết quả xứng đáng, kết quả phù hợp. Đó là chúng ta sẽ biết được cái kết quả nghe, nói, đọc, viết của mình từ trước đến giờ nó đã đạt được những gì. Thì khi chúng ta đầu tư vào giáo dục, chúng ta đầu tư vào bản thân mình như vậy thì đây là hoàn toàn là một đầu tư xứng đáng các bạn. Thì hy vọng là với cái suy nghĩ này chúng ta có thể thay đổi được cái nỗi sợ từ trước đến giờ của mình với việc là chi tiền cho một bài thi như vậy. Lý do thứ ba khiến chúng ta vẫn còn trì hoãn với việc đi thi IELTS đó là những yếu tố bên ngoài các bạn. Thì yếu tố đầu tiên mà khiến các bạn ngại trong giai đoạn này đó là dịch bệnh. Đấy, thì với cái diễn biến phức tạp của Covid như thế này thì rất là nhiều bạn ngại là khi chúng ta đi thi á, thì mình sẽ bị phải đeo khẩu trang nè, thì chúng ta thi sẽ không được như ý muốn. Thì các bạn ơi, thì trong giai đoạn này các tổ chức thi như là BC, IDP họ vẫn tổ chức thi như bình thường và họ có những biện pháp rất là kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho chúng ta. Dù như là giãn cách và đồng thời họ cũng có ghi âm nè, họ cũng có cho chúng ta ngồi ở khoảng cách vừa phải với giám khảo để đảm bảo là mình thi đạt kết quả tốt nhất, giúp chúng ta thể hiện được ổn định nhất cái năng lực tiếng Anh của mình và công bằng cho tất cả mọi người. Thì các bạn không cần phải lo cái này ha. Lý do thứ hai phổ biến không kém đó là mình sợ đề khó. Rất nhiều bạn kể lại với Mr. Bách đó là thôi thầy ơi, nghe đồn dạo này mùa này đề thi nó khó lắm, ra đề dụ như đề móng ngựa hay đề cục đá gì đó rất là đáng sợ. Thì các bạn ơi, đây là một cái thần thoại không có thật. Lý do vì sao là các bạn, đề thi IELTS luôn được thiết kế để cân bằng và phù hợp nhất với người thi trong mọi tình huống, trong mọi trường hợp. Thì nhiều khi có một số người đi thi á, cái về họ gặp một vài câu khó hoặc là một phần nào đó khó trong bài thi và chúng ta mặc định là nguyên cái đề của ngày hôm đó hoặc là nguyên cái đề của mùa đó nó khó thì điều này không có đúng nha các bạn. Ví dụ như ở phần đọc nó hơi khó hơn bình thường thì ở phần nghe hoặc là phần nói, phần viết đề thi sẽ được cân bằng lại để đảm bảo là phản ánh đúng năng lực thật của người thi trong mọi tình huống. Và lý do cuối cùng và lý do này thật sự rất là phổ biến luôn các bạn, đó là mình trì hoãn bởi vì mình còn chờ đợi bạn mình. Mình không muốn đi thi một mình muốn đợi bạn mình đi thi trước, đi thi có kinh nghiệm rồi về truyền lại cho mình. Nhưng mà các bạn ơi, mình có bao giờ nghĩ là nhiều khi bạn mình nó cũng đang đợi mình đi thi về có kinh nghiệm rồi truyền lại cho nó không? Chúng ta sẽ rớt vào trường hợp là gì? Ừ thôi mày đi trước đi, thôi mày thi trước đi, thôi tao mày đi thi cùng với nhau. Xong chúng ta cứ đợi và không đứa nào đi thi hết. Và chúng ta sẽ rớt vào cái vòng lặp ở ban đầu. Đó là chúng ta cứ trì hoãn và kiến thức chúng ta mai một dần dần đi. Thì lời khuyên của Miss Bach để các bạn vượt qua cái này đó là các bạn ơi, mục tiêu cuộc đời của chúng ta phải do chúng ta tự quyết định. Mình là người đặt ra mục tiêu cho mình và mình là người phải bước đi những bước đi đầu tiên để chúng ta đạt đến được mục tiêu đó. Các bạn đừng đợi người khác đi bước chân của mình. Khi chúng ta đưa ra mục tiêu, ví dụ như năm nay mình phải có bằng IELTS để chúng ta phục vụ cho mục tiêu tương lai của mình, thì chúng ta phải là người thực hiện, chúng ta phải đưa ra ngày deadline cho mình và chúng ta phải là người bước ra khỏi vùng hạn, chúng ta phải là người tự thân vận động. Cuộc đời của mình do chính chúng ta quyết định, chúng ta không thể neo, chúng ta không thể đặt mục tiêu cuộc đời của mình cho bất kỳ ai khác được. Và tin với Sebastian đi các bạn, khi các bạn đặt bước chân đầu tiên, khi các bạn là người tiên phong, các bạn là người đi đầu thực hiện ước mơ của mình, thực hiện việc đi thi IELTS, thì các bạn đang chính là nguồn cảm hứng, các bạn sẽ là người truyền động lực cho bạn bè và cho những người xung quanh thực hiện ước mơ cuộc đời của họ. Rồi thì các bạn thấy đó, lý do mà khiến ta còn do dự, chúng ta còn trì hoãn với bài thi IELTS nó có thể đến từ rất là nhiều nguồn. Nó có thể do là mình còn lo lắng chúng ta chưa đạt kết quả như mong muốn, chúng ta có thể sợ là dịch, chúng ta có thể sợ đề khó, hoặc là chúng ta lo lắng, chúng ta muốn có người đi trước mình. Thì hy vọng là qua video ngày hôm nay, Mr. Bách có thể truyền cảm hứng, Mr. Bách có thể truyền động lực giúp cho các bạn tự tin hơn, dũng cảm hơn để đi thi IELTS, dấn những bước chân đầu tiên trong cái hành trình học tiếng Anh để đạt được cái cột mốc lớn đầu tiên trong hành trình học tiếng Anh của mình. Cho nên các bạn hãy tự tin để bước đến bài thi IELTS để đạt kết quả tốt nhất hết tất cả các bạn. Và đồng thời là video này thì nó được tổng kết từ những cái quan sát, chia sẻ và trải nghiệm cá nhân của Mr. Bách, cũng như là những câu chuyện mà các bạn học viên chia sẻ lại, kể lại cho Mr. Bách nghe. Mr. Bách biết là ngoài kia còn rất là nhiều bạn với những câu chuyện cá nhân cũng như là với những cái cảm nhận của riêng mình, thì Mr. Bách rất là mong muốn được nghe chia sẻ của các bạn cũng như là những cái khuyến nghị, những cái recommendation về những điều các bạn muốn Mr. Bách chia sẻ, muốn Mr. Bách hướng dẫn thêm cho các bạn. Thì các bạn ơi, hãy like, share và comment bên dưới. Hãy comment để Mr. Bách biết thêm, để Mr. Bách hiểu thêm về các bạn cũng như là
Mr. Bass sẽ có thêm nhiều ý tưởng để làm video chia sẻ cho các bạn trong tương lai. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Thank you everyone and see you next time. Thanks for watching everyone. Don't forget to hit the like button and subscribe to my channel and ring the bell to get notified about my latest videos.